Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, quý ông bà và anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến và các con thiếu nhi rất thân mến. Ôn lại lời Chúa ngày hôm qua, Chúa Giêsu nói luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng thầy thì thầy dạy anh em chúng ta phải sống hơn như thế. Ai vả má phải thì để cho nó vả luôn má trái. Ai lấy áo ngoài thì cho lấy cả áo trong. Và chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau rằng là chúng ta không thể làm như người ác làm. Người ác tức là ai đánh họ thì họ đánh lại như kiểu của thế gian. Chúng ta không thể đánh người ta, mà chúng ta cũng không thể trả thù bằng cách đánh người ta. Thế nhưng cái ý thứ hai rằng là Chúa dạy chúng ta hiền lành. Nhưng sự hiền lành của chúng ta không có nghĩa để cho cái ác nó lộng hành. Nhưng sự hiền lành của chúng ta cũng có nghĩa là tìm mọi cách để giảm bớt đi cái ác. Ví dụ người ta bắt một người đàn bà ngoại tình, và người ta nói với Chúa Giêsu rằng với hạng đàn bà này thì ném đá. Và Chúa Giêsu đã hiền lành trả lời: ai trong các ông sạch tội thì ném đi. Đấy. Chúa Giêsu không ném đá người ta, nhưng Chúa Giêsu cũng tìm cách để hạn chế cái việc ném đá người khác. Thì đây là cái cách của Chúa, rất là hay, rất là tuyệt vời. Đó là ngày hôm qua, mắt đền mắt, nhưng chúng ta hãy yêu người ta. Rồi tiếp tục ngày hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục dạy chúng ta: nếu như luật dạy rằng là hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù, thì Chúa dạy chúng ta hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Đây là một cái điều có thể nói chắc là đỉnh cao rồi. Chỉ có Chúa Giêsu mới dạy cái câu này thôi. Chỉ có Chúa Giêsu mới dạy cái câu này, chứ còn thế gian này thì không ai dạy chúng ta cái câu này cả. Thế thì Chúa dạy chúng ta hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Tại sao thế? Thì Chúa Giêsu đưa ra ba cái lý do. Thứ nhất là anh em là con cái của cha trên trời, mà người ban mưa cho cả kẻ lành người dữ, ban nắng cho cả kẻ lành người dữ. Thế thì Chúa của chúng ta là yêu thương cả kẻ lành người dữ. Thì chúng ta là con cái của cha trên trời. Chúng ta yêu người tốt thì chúng ta cũng phải yêu cả kẻ chưa tốt. Chúng ta lấy cái dụ ngôn là đứa con hoang đàng đi, phải không? Người cha nhân hậu yêu cái đứa con cả, nhưng yêu luôn cả đứa con hoang đàng. Nếu Chúa không như thế thì chúng ta cũng bị loại bỏ rồi. Chúa cha, Chúa yêu đứa con cả, Chúa cũng yêu cả đứa con hoang đàng. Nhưng đứa con hoang đàng thì lại không chấp nhận cái đứa con cả lại không chấp nhận đứa con hoang đàng. Đấy cũng là chúng ta. Chúng ta có thể yêu mến Chúa, nhưng chúng ta không chấp nhận cái kẻ tội lỗi. Thế thì ngày hôm nay đó, Chúa nói rằng là chúng ta cần phải yêu kẻ thù, yêu kẻ tội lỗi. Bởi vì Chúa yêu tất cả. Chúa yêu người tốt, Chúa yêu cả kẻ xấu. Mà chúng ta là con cái Chúa mà. Đó là lý do thứ nhất. Rồi lý do thứ hai, nếu chúng ta yêu kẻ yêu thương mình thì ai cũng làm được. Nếu chúng ta chào hỏi kẻ chào hỏi mình thì ai cũng làm được, người thường cũng làm được. Vì chúng ta là con cái Chúa thì chúng ta phải hơn. Chúng ta lúc nào cũng phải cố gắng hơn, chúng ta lúc nào cũng phải tốt hơn, phải không? Chúa nói rất là rõ, nếu mình yêu cái kẻ giúp mình thì ai chả yêu được. Nhưng chúng ta yêu kẻ làm hại mình thì đây mới xứng đáng là con cái Chúa. Đây là lý do thứ hai. Chúng ta phải hơn nha. Chúng ta phải tốt hơn, đạo đức hơn, yêu thương hơn những người thế gian.
Chúng ta không so sánh với người thế gian mà chúng ta phải hơn. Rồi cái lý do thứ ba, Chúa nói với chúng ta là anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đứng hoàn thiện. Thì đây là một cái mà nó sẽ mời gọi chúng ta rất là nhiều. Anh em hãy nên hoàn thiện. Chắc chắn là chúng ta không thể nên hoàn thiện được đâu. Nhưng nhờ ơn Chúa Giê-xu. Thế thì chúng ta đã thấy là chính Chúa Giê-xu đã làm được cái điều này này. Chúa Giê-xu yêu thương tất cả mọi người trên thập giá. Chúa tha thứ cho cả kẻ giết mình. Chúa Giê-xu đã làm được cái điều đó. Và Chúa Giê-xu cũng đã nên hoàn thiện như Chúa Cha. Rồi tất cả các thánh, nhất là các thánh từ đạo, các ngài cũng luôn luôn yêu thương kẻ chém đầu mình. Và các ngài cũng đã nên hoàn thiện như lòng Chúa mong ước. Thế thì ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi chính Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu và các thánh đã làm gương trước cho chúng ta. Chúa không đòi hỏi một cái điều quá sức, nhưng Chúa đã làm trước cho chúng ta. Và với ơn Chúa giúp, chúng ta cũng sẽ làm được những gì Chúa muốn.